Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi cả nhà. Bữa nay là ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình vừa nhận được một cái thông tin, đó là chiếc xe lăn của bác Hiệp, chiếc xe lăn điện của bác Hiệp đã được hoàn thành rồi nè cả nhà. Đó. Thì anh Cường có điện cho mình. Thì sẵn đây mình sẽ hỏi thăm về những chiếc xe lăn của những chị có những cái con tật nguyền đó nha, bị bại não đó. Thì không biết có hoàn thành hay chưa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi trong hôm nay luôn. Dạ rồi. Chào bác Hiệp. Chào anh Cường. Rồi chào chú. Rồi. Dạ. Dạ. Chào bác Hiệp. Mấy gài bác có mua bán gì được không? Dạ có chút chút. Cũng bán luôn hả? Không có cái. Tức là mình không có đi bán gì nữa. Đi vòng vòng cho nó đỡ buồn buồn quá. À dạ. Rồi thỉnh thoảng người ta cho được 10-20 ngàn. Dạ. Hoặc là cho được 5 ký gạo vậy. Dạ. À có nghĩa mình buồn quá mình ra đường vậy đó ha. Trong khoảng bớt buồn. Dạ. Trong khoảng thời gian mà xe của mình thì đang được thi công ha. Dạ dạ. Dạ. Coi như là xe hôm nay của bác Hiệp là đã xong chưa anh Cường? Dạ. Rồi. Vậy là nãy giờ là bác Hiệp có chạy chưa? Có rồi, lạng vô trong hẻm một vòng rồi. Rồi bây giờ bác Hiệp có thể chạy lại một lần nữa không? Cho con cho những mạnh thường quân mà giúp bác xem. Dạ. Bây giờ anh cũng chỉ bác hết trơn hen. Rồi rồi. Dạ rồi, rồi bây giờ bác Mở lên, mở quanh kia. Mở quanh kia. Dạ mở thay chị kim đồng hồ á. Dạ đúng rồi. Một cái thôi. Dạ. Rồi. Đó. Rồi bây giờ khoan để con khoan chưa chỉ cho ông về để ông về ví dụ mình cho không kịp. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Từ từ. Từ từ nha. Đầu vô hẻm con hẻm huyền thoại nữa. Vô con hẻm huyền thoại đi. Dạ. Thôi. Xem ra bác Hiệp là khá là cứng tay lái ha cả nhà. Mẹ hơn chú 12 nhiều. Chú 12 tới bây giờ vẫn chưa biết chạy nữa đó anh. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Có gì sự cố cái ông bớt thắng là đứng lại, gọi là ông bớt thắng cho đứng lại coi. Hai ra xuống. Bớt thắng, miết. Dạ. Nói chung mình bẻ lái được là khỏe. Dạ cứ từ từ thôi bác Hiệp. Dạ. Dạ. Bóp kèn coi, bóp kèn coi, kèn đi. Dữ. Rồi coi xem ra là cái nhà thấy rồi đó. Bác Hiệp là hôm bữa là phải là nhờ người ghim lên chiếc xe ôm đó cả nhà. Nhưng mà nếu mà có chiếc xe lăn điện như vậy quá là quý luôn. Bác Hiệp có nhớ là hôm bữa ai ủng hộ cho mình không? Dạ. Bác Hiệp có nhớ là hôm bữa ai ủng hộ cho mình không? Dạ dạ thưa. Bây giờ mình sao nó dở quá thầy ơi. Dạ. Dạ. Quên rồi hen. Dạ dạ. Dạ. Thành ra mình nói thật với thầy là cảm ơn cái cường tài trợ ủng hộ rất là nhiều. Dạ. Và cảm ơn thầy Minh. Dạ. Và cảm ơn thầy Cường luôn. Dạ dạ. Dạ. Rồi con thấy bác chạy được con cũng mừng rồi đó. Dạ. Dạ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Được, dạ. Nhẹ thôi. Dạ, cứ từ từ mình cũng quen thôi. Dạ. Dạ. Cái gì mới thì nó khởi đầu dạ. Thì nó cũng hơi khó anh tí. Ông nhanh hơn ông 12. Dạ. Ông 2 không con đẩy hết. Ở đây hết 2 vòng. 2 vòng. Mà chú 12 tới bây giờ vẫn chưa chạy được. Tại ông cứ dặn cái đùng đùng. Mới vậy. Dạ, nói chung thì mình bẻ lái nó cũng đâu có khó lắm. Ừ. Mà ông chạy xe đạp được anh. Bởi vậy đó, bác Hiệp là phải là ngồi trên xe mà ghim xuống đó. Dạ, mọi cái điều là bác Hiệp bẻ lái giờ quá tốt rồi. Mình từ từ mình kiếm chỗ trống mình luyện nha bác Hiệp. Dạ. Dạ. Nãy giờ là chắc anh Cường chỉ cho bác hết rồi ha, mấy cái sạc rồi ha. Đó, rồi bẹo nè, đó, đúng rồi nè, đó. Đó, quá êm, dạ quá êm, rồi. Dạ rồi, mình lại chỗ rồi, thôi. Lên ga thôi. Đừng có bóp thắng, đừng có thắng. Lên ga là đừng có thắng. Rồi, dạ. Rồi. Tại vì bóp thắng nó bị ngắt điện. Dạ. Ừ. Rồi, tới luôn, từ từ nhắm chậm chậm luôn. Ờ, anh cũng làm lại chiếc xe đẹp hơn, anh xe màu tím hả? Trời ơi, làm hết cái khung trước luôn. Dạ, bởi vậy.
Rồi, quá tuyệt vời. Rồi vậy thôi, bây giờ là coi như là bác Hiệp cũng đã xong rồi ha. Vậy là coi như con nghĩ là Mạnh Thường Quân là hình như con nhớ không lầm là anh Nam thì phải, đã hỗ trợ cho bác. Dạ. Dạ, chiếc xe cũng như là một cái phần mà hôm bữa là anh ấy có hỗ trợ cho bác trong cái thời gian mà chờ đợi đó, là $100 Úc đó. Dạ, thì nói chung là em nghĩ là chắc anh Nam cũng rất là vui rồi. Dạ, bác phải cảm nhận như thế nào khi mà bác có chiếc xe lăn điện này? Cảm nhận được chiếc xe lăn này thứ nhất à, dạ, là phải nói rằng dạ, tất cả người tất cả anh dạ, em bà con, tức là những người bà tài trợ dạ, những người giúp đỡ dạ, những người thợ những cái thứ dạ, tất cả đều có lòng rất là tốt đối dạ, với mình, thành ra coi như là mình mang ơn rất nhiều dạ. Cái thứ hai là khi mà có những chiếc xe này thì mình hòa hợp với anh em bạn dạ, bè chung dạ, nó tốt đẹp hơn dạ, vậy nó gần gũi hơn dạ. Rồi dạ, rồi thì con cũng rất là mừng vì anh Cường cũng đã làm xong cho bác sớm hơn những gì kia, là những gì kia chắc có lẽ là để con sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao vẫn chưa có xong dạ. Dạ rồi thì thôi, con cảm ơn bác Hiệp rất là nhiều, còn chúc bác sức khỏe và mong ai bán đắt hơn nữa khi mà đã có chiếc xe lăn điện của Mạnh Thường Quân là anh Nam bên Úc nha. Dạ rồi, dạ con thấy bác chạy được con cũng mừng lắm, tại vì hôm bữa là chú 12 là rất là khó chạy, tới giờ chú 12 vẫn chưa chạy được nữa. Dạ, nhưng mà con thấy bác chạy vậy thì bây giờ bác chỉ cần luyện một thời điểm nữa là xong. Dạ rồi, con chúc bác sức khỏe nha và mua mai bánh đất nữa. Rồi riêng anh thì sáng giờ anh chở bác lên đúng không? Dạ. Rồi thì thôi, đây em cũng sẽ gửi cho anh cái tiền anh chở cho bác tiền xăng thôi. Cảm ơn. Dạ, nói chung thì cái này cũng được em ơi, cái dạ, chút được rồi. Dạ được, thì em cũng mà. Dạ dạ dạ. Thì người chúng ta giúp một chút. Dạ. Chú Bảy chạy về đi, con kè chú Bảy cho ông qua lộ. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi, anh kè dùm về dùm em luôn cho an toàn. Bỏ ông sao được, ông chưa đơn giản lắm chục ấy. Rồi giờ ông ủa, nó bị gãy luôn anh. Mở máy lên, mở máy chưa? Rồi. Rồi vậy rồi đó, qua lộ thứ coi có xe. Rồi anh lấy tiền em đã anh. Coi như là anh cũng săn xe để chở bác ấy lên nhận xe. Rồi qua từ từ. Em muốn hỗ trợ cho em. Từ từ. Rồi qua chú Bảy. Rồi từ từ thôi nha. Từ từ nha con đi theo nha. À đây có rồi. Đây anh ơi. Đâu vậy? Rồi anh đây. Rồi cho em lấy lại cái mít luôn. Rồi đây là em hỗ trợ cho anh ha, tiền xăng. Anh cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều. Rồi anh dìu bác về nha. Rồi cũng rất là mừng khi mà bác vừa lên xe là bác có thể là chạy được rồi nè cả nhà. Ồ, vừa nhận xe là có thể chạy được rồi. Dạ. Là cũng quý quá luôn. Dạ rồi. Anh theo kèo bác nha. Rồi anh này cũng là một trong những người bán vé số nè. À, có chiếc xe lăn. Dạ. Rồi anh Cường, bây giờ anh có thể chia sẻ với em những chiếc xe lăn của những chị bị bại não với cái chị là... hai con bị bại não rồi sao anh? Xong rồi nè. Xong chưa? Xong rồi nè. Theo anh thì cái này anh chạy được rồi nè. Dạ, chạy được chưa? Chạy được rồi, hồi sáng anh chạy rồi. Vậy ha. Thì là bây giờ anh bỏ mấy cái, tại vì mình gần dao mới gắn mấy cái bình vô, để mấy cái bình nhiều khi để ngoài cái mình đi cái mất à. Dạ, những cái khung che nắng này ha. Ừ. Là coi như là cũng gần xong rồi đúng không? Xong rồi. Tại vì có những Mạnh Thường Quân với những người xem á, hỏi em là không biết là chiếc xe của mấy chị là xong chưa. Tại vì xong, mấy cái này nó không có giống ai hết trơn á, mà nói chung là phải tự làm lại tất cả các thứ luôn, nó dạ, khác nhau hết hoàn toàn luôn á. Dạ. Bánh xe của mấy chị này nó to, nó bự hơn nhiều. Rồi phải có thể là cái này nữa hả? Phải làm cho nó cao, mình giống cao luôn nữa, cho nó cao lên, cho đừng hơi vướng con ở đây hay sao. Dạ. Cái ghi đông này là nó cao luôn. Có chỗ đừng cho nó con bé. Ồ, nó hay quá vậy. Nó dạ, hay quá. Rồi mẹ nó phải ngồi lúc sao vậy nữa, mình nói chung là mình leo thì mình ốm luôn á. Dạ. Vậy gọi nè nó đặng bỏ mấy kẹp nó lại được. À. Để hai chân vậy thì kẹp nó lại được rồi nè. À. À đó. Phải cao cho quê qua rồi lại đừng trúng con. Đó, bởi vậy. Nói chung mà cũng rất là kỹ lưỡng. Có nhiều lúc hỏi tại sao mà nó lộ, tại vì mọi các thứ nó không có giống nhau, phải đúng giống thì mua nó gấp dễ. Dạ đúng, dạ đúng. Mình phải làm lại hết trơn luôn á. Dạ rồi, hợp lý lắm. Thì rồi. Đó. Rồi vậy thì cảm ơn anh Cường, khi nào xong anh Cường điện em ha. Đèn đốm rồi, nói chung là gọi hết. Hình như là em còn 3 chiếc đúng không? Còn 3 chiếc. Hai chiếc của chị hai chiếc con bại não với đó, chị Tiết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À dạ rồi, là 3 chiếc. Chị Tiết thì chị nói chị không gấp tại vì cũng không có gì đi đâu nhiều. Dạ. Đó. Rồi, ok. Rồi. Dạ rồi.
Rồi, cảm ơn anh Cường nha. Rồi, khi nào xong thì cứ điện em tiếp. Dạ. Rồi, cả nhà bây giờ chúng ta đợi tới buổi chiều nha, chúng ta sẽ phát tới cái buổi thiện nguyện tiếp tục của chú Phan Quang Cầu. Những cái phần quà hôm qua còn lại kèm thêm nữa là một bạn Mạnh Thường Quân ở Vĩnh Long cũng gửi tặng 400 kg gạo cho bà con vào chiều nay. Hẹn cả nhà vào chiều nay lúc 4 giờ nha. Rồi, về nhà nghỉ ngơi chút. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ đã là 16 giờ chiều. Mình xin nhắc lại với cả nhà là hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tiến hành trao cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân là chú Phan Quang Cầu đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long mà ngày hôm qua chưa có nhận được. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ trao tấm lòng của chú ấy, kèm theo nữa là mình sẽ gửi luôn về cái tấm lòng của một bạn ở Vĩnh Long, đó là bạn Nga. Bạn ấy cũng có gửi cho mình là 400. À, chào bà con nha. Bạn Nga cũng có gửi cho mình là 400kg gạo. À, không biết bạn ấy tới chưa để mình xem lại. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ phát là bạn Nga nói là bữa nay bạn ấy sẽ hỗ trợ trong cái ngày gầm là ngày 15. Dạ. Anh nhắc cái đít vô thôi. Nhắc cái đít vô mình thôi. Ồ, nãy giờ chú có thấy là ai chở gạo rồi chưa? Kìa, đây nè, chị này chỗ ấy nè. À đây hả? Đợi chở gạo lại. À dạ rồi. Chị là chị Nga hả? Nga nè. À. Mẹ Nga. À dạ rồi. Rồi giờ đây là cũng là Mạnh Thường Quân trong ngày hôm nay của chúng ta đây cả nhà. Dạ. Rồi, chào chị. Chị tên gì? Phụng. Phụng. Dạ. Phụng. Vậy là hôm nay là đây là cái phần quà của chị. Của con gái chị. Con gái chị. Gái chị Thúy Hằng á. À Thúy Hằng thì, là ở Việt Nam hay là ở đâu ạ? Ở ngoài nước ngoài. À nước ngoài đúng không ạ? Thành ra lấy tiền về cái kêu cưng giúp đỡ cho dịch nè, mùa dịch nè cho những nhà nghèo á. Dạ rồi. Chị chúc chút xíu nữa thì chị cũng chung tay ha để trao những phần quà cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn nha trong ngày hôm nay. Dạ rồi, vậy là Nga là bạn này. Rồi chào em. Kia bà ngoại kìa. Rồi đây là các bạn trong team thiện nguyện của mình. Chú Tây nha cả nhà. Đó, đây là anh Tính. Không thì bạn Xuyên. Sợ ai sợ gì đâu. Bạn Vân. Nói, bạn Tâm. Dạ. Anh Xuyên. Dạ rồi. Bây giờ thì bây giờ bà con ngày hôm qua thì chắc có lẽ là mình chưa có nhận được phải không ạ? Dạ thì hôm nay con sẽ trao tấm lòng của hai Mạnh Thường Quân, đó là chú Phan Quang Cầu, ngày hôm qua vẫn chưa phát hết cho bà con. Thêm nữa là hôm nay chúng ta có nhận được sự ủng hộ của gia đình bạn Nga. Dạ. Vậy thì tổng cộng những phần quà hôm nay á là cũng là trên dưới 100 phần. Thì giờ con sẽ mời bà con ha, lần lượt đứng từ đầu vào đây giùm con, vô đúng cái vị trí giùm con nha. Dạ khoan, đứng dấu chấm ngay dưới chân giùm con để mình giữ khoảng cách nè. Dạ rồi. Nè mày đưa ổng đi. Dạ rồi. Bây giờ thì con nói bà con nghe nha. Con nói bà con nghe nha. Đây, bây giờ bà con ha, nghe con nha. Mình theo thứ tự nha. Mình khi mà mình lên mình nhận thì mình đưa qua bên bạn áo xám là bạn Tâm kiểm phiếu giùm con. Rồi sau đó là mình sẽ nhận quà rồi mình đi ra về liền giúp con nha. Dạ, thì bà con biết hôm nay là bữa nay là ai ủng hộ cho chúng ta chưa ạ? Dạ là chú Phan Quang Cầu và gia đình bạn Nga. Dạ là hai Mạnh Thường Quân trong ngày hôm nay. Dạ rồi. Có là xe đó chở gạo à? Không phải phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ là mình sẽ phát cái tấm lòng của chú Cầu trước nha. Dạ rồi. Cái này là của bữa nay chỉ có gạo không à? Em cứ gửi luôn đi. Gạo thôi nha. Không á, gửi luôn đúng một phần. Nè, tại vì gia đình bạn Nga thì chỉ gạo ấy là mỗi bao gạo thôi. Dạ, nhưng mà chú Cầu thì một bao gạo. Dạ, một phần hột gà, dạ, 10 trứng và một chai nước tương.
Dạ, em lấy, em cứ lấy đại số lượng đi. Dạ. Dạ. Bây giờ bà có nói bà con nghe nha. Khi mà mình nhận quà của Mạnh Thường Quân á thì bà con nhớ cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Để cho Mạnh Thường Quân vui thì cả nhà cũng biết rồi. Khi mà mình nhận được một cái món quà gì của người khác thì mình cảm ơn cho người khác vui lòng ha. Dạ. Tại vì Mạnh Thường Quân người ta cũng lao động, có dư thì mới giúp đỡ cho bà con. Dạ. Cảm ơn chú luôn. Dạ rồi. Rồi, chúc cô ngon miệng. Dạ rồi. Rồi, chúc con ngon miệng nha. Nói chung thì trong cái thời điểm này thì chắc chắn là mình sẽ cho nhận giùm. Dạ. Chứ mà nếu mà trong thời điểm hồi trước là mình không cho nhận giùm. Dạ. Dạ rồi. Dạ. À vậy là xe gạo chưa tới hả chị? À tới rồi hen. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú ngon miệng. Dạ rồi. Rồi em cảm ơn chú Cầu và cô nha. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng. Rồi lên đây nhận giùm con nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng luôn. Rồi bước lên đây giùm em nha. Dạ. Dạ cảm ơn hai nhà Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Đây là phần quà của chú Cầu trước. Dạ. Mà còn vẫn còn lại trong ngày hôm qua thì mình sẽ trao. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi chú về giúp con. Chứ đi. Dạ rồi đi đón được. Rồi mời cô lên đây. Cô đứng dưới em chấm con. Dạ. Cảm ơn chú Minh. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi. Dạ rồi, ngoài đây một con. Gửi cho ngoại hai. Kêu nổi ngoại. Dạ. Ngoại kêu nổi không? Nổi. Dạ rồi. Có thằng cháu. Dạ. Dạ. Cầm đi con gửi cho. Dạ rồi. Rồi, chào ngoại. Chúc ngoại ngon miệng. Rồi. Dạ lên đây một con. Rồi gửi chút. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng. Dạ. Dạ lên đây em con. Dạ đứng đứng ở chỗ dấu chấm giùm con này cô. Dạ cho mình dễ mình nhận. Dạ. Dạ đây là tấm lòng của chú Cầu. Dạ. Rồi lên đây giùm con ạ. À. Dạ. Thì cái khoảng thời gian mình trao quà cho những bà con khó khăn trong buổi chiều ngày hôm nay, dạ, là từ 4 giờ tới 5 giờ. Dạ rồi, chị lên đây đi chị. Bán hết số gì chị? Dạ, nay bán được nhiêu tờ? Dạ, 80 tờ. Bán có 80 tờ, dạ. Vậy đủ lo tí nhỏ không? Dạ không. Em nhận được lần đầu tiên của anh Cấp. À, lần đầu tiên với em đúng không? Dạ, lần mình... đó nhận được mùng 9 Tết. À, mùng 9 Tết là lần thứ hai. Dạ. À. Coi như là cũng là cái duyên. Chị bán ở khu vực nào? Ở chợ Cầu Công Si á. Chợ Cầu Công Si á? À. Dạ. Rồi, gửi cho chị. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Rồi, chào hai mẹ con. Dạ, đến đây nhận con ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ, cô lên đây nhận giùm con nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi chúc con ngon miệng. Dạ. Rồi ngoại lên đây em con đi ngoại. Dạ, mà đứng đây em con, mà đứng ngay dấu chấm này em con. Dạ rồi. Hai phiếu cho ngoại luôn. Ngoại cảm ơn đây là tấm lòng của chú Cầu gửi đến cho ngoại. Cảm ơn. Dạ. Chú cho gạo tôi. Dạ. Còn mày bưng ra đâu đâu, con bưng phụ cho. Mày có người nhà không? Dạ rồi. Dạ rồi cả nhà, thì vô tình hồi sáng thì mình gặp cái hoàn cảnh cô chị này. Đó, cũng khá là đáng thương. Chị ấy đó, đó là chồng và con của chị ấy. À, chạy chiếc quay màu xanh đó cả nhà.
thì mình thấy chị ấy bị khuyết tật này chắc có lẽ là bẩm sinh hồi nhỏ rồi. Chị ấy có lại xin phiếu gạo cho mình. Đó thì mình cũng gửi tấm lòng của mạnh thường quân cho chị ấy. Thì bây giờ mình cũng mời chị ấy đến nhận. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu cái hoàn cảnh của chị này như thế nào. Tại vì đó giờ mình mới gặp chị này lần đầu tiên thôi. Nhưng mà do là chị ấy hôm nay đến nhận phiếu gạo của mình đó. Đó, thành ra là mình cũng hỗ trợ cho chị ấy. Thêm nữa là mình thấy chị ấy cũng khó khăn trong cái việc di chuyển mà trên cái miếng dán như vậy đó cả nhà. Đó. Thì giờ mình đợi chị ấy vào đây rồi mình sẽ hỏi han thêm thăm cho cả nhà. Nếu mà chị ấy di chuyển như vậy thì mình cũng không hiểu là chị ấy có thể di chuyển được cái quãng đường bao xa và bao nhiêu để bán nữa. Đó, đó là chồng và con của chị ấy đó cả nhà. Kiểm tra phiếu giùm em. Này 24. Dạ được, không sao, đưa lại đi. Dạ. Nếu mà chân gì này như vậy thì làm sao di chuyển được trong cái việc mua bán đây? Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nha. Dạ rồi, chào chị. Dạ thôi, chị xích lên đây một tí nha. Dạ, để cho nó sạch sạch tí. Đây, xích lên đây, chỗ này sạch. Rồi, cho em kẹp cái này nha. Dạ rồi, chào chị. Dạ chào anh. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43 tuổi. 43. Dạ. Dạ, em thấy chị là nói chung là em vô tình. Dạ. Mới biết chị. Dạ. Thông qua ngày buổi sáng là chị có xin một cái phiếu nhận gạo. Dạ. Nói chung là cũng vô tình thôi. Giờ dạ, thì mới biết được hoàn cảnh của chị. Từ đó tới giờ hình như gần như là em với chị chưa bao giờ gặp nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Nói chung là em cũng đã có trao rất là nhiều những cái phần quà cho những bà con khó khăn ở tại thành phố Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên thì mới gặp chị. Thì nói chung thì nhìn thấy cái hoàn cảnh của chị thì cũng rất là xót xa. Thì em cũng muốn hiểu về thêm cho những mạnh thường quân á, hiểu về cái hoàn cảnh của mình. Thì chị có thể cho em biết chị tên gì không ạ? Dạ. Dạ em tên Phạm Thị Yến. Phạm à, chị Yến. Dạ. Nhà chị ở đâu chị? Nhà em ở chợ Hoàng Ninh á. Chợ Hoàng Ninh. Dạ. Vậy hiện tại bây giờ là chị ở bên đây là ở với ai ạ? Dạ, ở với ông xã với đứa con mà. Dạ. Đứa con nó bị di chứng não, nó bị bại não bây giờ á, là nó bị bệnh hồi đợt trước thì nó bị bệnh rồi nó xuất viện rồi có cái giấy đâu lấy giấy anh. Dạ. Cái giấy mà xuất viện của nó. Dạ. Rồi bây giờ nó bị tái lại nữa mà em chưa có tiền để mà đi trị bệnh cho nó. Mà nó bình thường bại não là nó không có di chuyển được, nó bị nó cái này nó bị di chứng não thôi. Là như nó kém trí nhớ hơn các bạn khác của nó vậy đó. Rồi nếu mà trời nắng quá thì nó bị xỉu. Còn trời nắng mà em không cho nó uống thuốc thì nó xỉu. Rồi bây giờ là như em anh hồi sáng anh tình cờ anh nói nó cho em chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn nhưng mà bây giờ em nói là em tính nghĩ là con em giờ nó đương bệnh thôi, chiếc xe lăn nó quản lại đi, cái số tiền đó em anh cho em để em đi đưa con gái em lên thành phố á để mà để trị lại cái bệnh di chứng não đó, nó bị tái lại á, là để cái số tiền đó em trị. Bây giờ trước tiên á, thì em nói gì chị nghe luôn. Dạ. Phải tìm hiểu về cái hoàn cảnh của chị như thế nào cơ đã. Chứ không phải là ai em cũng giúp. Mà muốn giúp là phải hiểu rõ ràng. Dạ. Em chia sẻ với chị. Chị mới có thể nói về cho em về cái tên của chị thôi. Hiện tại bây giờ chị với ông xã chị sống ở đâu? Sống ở tại xã Hoàng Ninh luôn. Ủa vậy là hồi sáng chị nói thường thường là chị bán ở đâu? Bán tùm lum hết trơn. Mà bữa nay chợ này, mai chợ kia, mốt chợ nọ vậy đó. Mỗi ngày như vậy thì chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ có 10, có 150 tờ. Dạ. Vậy là chị bán từ ở bên Hòa Ninh. Dạ. Và hồi sáng là chị từ Hòa Ninh qua.
Không, em bán ở em hồi sáng, không, hồi sáng, sáng thì bán ở mà Cả Sơn. Cả Sơn. Cả Sơn ế rồi cái em đi Cả qua Cả Sơn là phường 5 đúng không? Dạ. Dạ. Rồi, rồi cái đi em đó. Đi ế quá cái em đi qua Vĩnh Long này em bán là gặp tình cờ gặp anh luôn á. Rồi mỗi ngày như vậy chị bán được bao nhiêu tờ? 150 tờ. Bán gì ít vậy? Tại vì như bán cái sáng rồi cái trưa cha nó đi chạy xe đỡ ôm nữa. Còn em mắc giữ nó đâu có để nó nhận mình được. Cái hoàn cảnh của chị là chị bị như thế nào mà mình em bị sốc bại liệt. Năm mấy tuổi vậy? Sốc bại liệt hồi năm em mẹ em sanh ra mới có 2 tháng rưỡi là 2 tháng rưỡi là bị tới bây giờ luôn. Là, bị tới... là chị bị cái chân hay là bị tay luôn bị hả chị? Bị tay rồi bị chân bị luôn. Bị tay rồi bị chân luôn. Nè cái ta cái giờ em bị lật lên ngược lên chứ đâu có để ngã xuống. Còn cái giờ này thì để ngã xuống được. Còn cái giờ này thì bị lật ngược lên. Dạ. Nhưng mà chị bán vé số được bao lâu rồi? Dạ anh bán được con bé này mới sanh ra là 9 tuổi là bán. Trước lúc đó chị làm công việc gì? Cũng bán vé số luôn. Nhưng mà có điều là lúc mà con bé này sanh ra thì lúc mà nó sanh ra thì nó bình thường như mấy bạn. Dạ không? Bình thường nhưng mà nó bị tay chân miệng á. Dạ. Cái nó lên sốt. Dạ, dạ. Cái nó lên sốt huyết não á. Dạ. Em không biết là để nó bị sốt huyết não luôn. Dạ. Rồi là bây giờ là bây giờ nó là bị di chứng não. Cho trong giấy để là nè, đưa cho anh coi. Rồi, cái giấy này nè, giấy là bị di chứng não. Sinh 2000, nó sinh năm 2000 mấy? Năm 2011. 11. Sốt xuất huyết. Di chứng não. Nếu mà cái bệnh của nó như vậy thì em nghĩ là nó phải có cái phương pháp điều trị nào đó chứ. À tại vì hồi đó bác sĩ em có lên Nhi Đồng Mộc á. Bác sĩ nói á nếu mà có khả năng á có tiền á thì bắn laser cái não của nó tại vì cái não của nó nóng quá có con một cục đốm đen đen ở trong não nó mà uống thuốc á, thì tới 18 tuổi nó mới tan. Dạ. Còn còn dạ. Còn mình nếu mà không không ấy không có tiền á thì uống vậy còn có tiền á thì là người ta trị hết. Em nói với chị về cái xe của chị di chuyển á thì nãy em có thấy chị di chuyển rồi. Nếu mà chị di chuyển như vậy thì đâu có di chuyển được cái quãng đường xa. Dạ cái đó thì đường xa thì di chuyển không được tại vì cái đó nếu mà vậy di chuyển đường xa không được thì làm sao mình bán vé số được. Đi vòng vòng ở Vĩnh Long này thì được. Nhưng mà đi xa thì cái điện đâu có nhiều cái điện đó đâu có đi xa được. Nhưng mà ý em nói là hồi nãy mà lúc mà em thấy chị đi từ ngoài đi vô á là chị không có di chuyển được. Cái xe đó thì em thấy em có lên thử rồi chiếc xe của bạn em á có lên thử rồi tùy mình ngồi chỉ mình ngồi mình bấm mà tự nó di chuyển thôi. Thì bây giờ không có em đang nói với xe này của chị nè. Chiếc xe này hả? Là công cụ mua bán hàng ngày của chị hay là chị đi xe nào khác? Dạ xe công cụ. Hay là anh thả chị ở chỗ nào rồi chị ngồi đó thì chị bán? Thì đó em là thả thường thường thả đó. Em thường thường cái thả anh chở em lại cái chợ đó ha. Rồi thả em xuống em đi cũng lết từ 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 vậy đó. Nhưng mà rồi. Đi chiếc xe kia em đi chiếc xe kia thì nó đi đường xa không có được. Nếu mà em nói chị nghe luôn về cái hoàn cảnh của mình á, cái tay chị cử động được không? Không, cái tay này cử động được, tay này cử động không. Vậy là coi như là không có bẻ lái xe được rồi. Vậy là không bẻ lái xe được rồi. Vậy là muốn chiếc xe điện thì nó cũng rất là khó. Tại vì xe cái mình phải điều khiển được. Mà mình không điều khiển được thì nó sẽ gây nguy hiểm cho mình. Đó, em nghĩ Mạnh Thường Quân thì người ta cũng gặp như vậy. Thì bây giờ có nghĩa là bây giờ con chị nó bình thường không? Bây giờ chuyển qua con chị nó không có được bình thường nói nó không có nghe bây giờ nói nó nghe không anh nói thì nó nghe nhưng mà nó không có được nhưng nói là nó chậm phát triển á mình nói một hồi nó mới nó hiểu á nhưng mà nó nhưng mà thí dụ như nó quậy phá gì mình nói nó nghe không nghe dạ nhưng mà nó nói chuyện được không nè đứng đây nói chuyện với chú coi thưa rồi. thưa chú năm nay con nhiêu tuổi rồi? Đứng đây con nhiêu tuổi? Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Trớn chưa ạ? Con nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi. Con có đi học không? Dạ không. Không, không có đi học phải không? Dạ. Cha mẹ con thường ngày có cho con ăn không? Có, dạ có.
là coi như là nó hỏi nó vẫn nghe, nó vẫn hỏi, hiểu nó trả lời được, con dạ. trả lời. Nhưng mà nói chung thì cũng bình thường đúng không? À. Nhưng mà bây giờ nó hơi yếu. Nhưng mà em thấy bây giờ thì nó cũng chưa có phải là cái gì quá mà cần gì điều trị gì hả chị? Theo chị là dạ, phải trị gì? Điều trị là cái não của nó bị có cái đốm đen, đốm đen ở trên não đó, tại vì em có như em có xịt CT trên não đó. Là lúc đó lâu chưa? Cỡ năm mấy nay à. Dạ. Chừng năm mấy nay là nhưng mà trước lúc đó nó bị như thế nào mà chị mới cho nó nhập viện cho Sài Gòn? À, nó bị tay chân miệng à. Cái em không biết cái để cho uống thuốc bình thường hoài á, cái nó chết queo. Chết queo còn hơi nóng không à, cái cho nó nè bóp cái thở bóp cái lên tới thành phố cái nó tỉnh. Ủa, nó chết luôn hả? Chết luôn. Ồ, vậy là ở đây là nó bị tay chân miệng thôi mà chết luôn sao? Nóng quá. À, nóng quá. À. À. Rồi cái lên thành phố cái bác sĩ mới lấy cái thau nước á, yeah. thả nó vô chổng, à. Là ngâm nó quá trời yeah. nóng rồi đó, à. Ngâm nó luôn rồi cái bóp cái thở, vừa ngâm vừa bóp cái thở. Một ngày một đêm nó mới tỉnh lại. À. Nhưng tỉnh mà nó tỉnh lại là nó cũng bình thường như lúc trước bệnh không? Nó tỉnh nó cũng lừ chứ nó không có... Không nhưng mà có... trước lúc đó nó đỡ hơn không? Hồi trước khi mà nó bị tay chân miệng nè. Trước khi tại bình thường đâu có gì đâu, nó đâu có bệnh bào hoạn gì đâu. À. Bạn bị tay chân miệng rồi nó bị vậy luôn á. Là bắt đầu là nó bị ảnh hưởng cho não luôn. À, bệnh đàn cho não luôn. Rồi bác sĩ nói là nó bị di chứng não. Mà có nghĩa là do trong cái thời gian mà nó không có nó bị tắc thở phải không? À. Là do máu là nó không dồn lên não nóng, được. Nó dồn lên não nóng quá rồi cái có cái đốm đen như là máu nó tụ lại đó. Thì em cũng chia sẻ với chị luôn. Thì những mạnh thường quân mà có gửi cho em á, thì mạnh thường quân á, muốn giúp cho những người khuyết tật về có một cái phương tiện để có thể là mưu sinh hàng ngày. Đó thì với cái hoàn cảnh của chị thì thấy là chị vừa khuyết tật tay mà vừa khuyết tật chân luôn. Thì bây giờ là cũng rất là khó để sử dụng chiếc xe lăn điện. Còn chiếc xe điện thì em chưa biết làm sao, tại chưa biết nó ra như thế nào. Còn mà ý muốn của chị là chị muốn một cái số kinh phí để điều trị cho con chị đúng không ạ? Là em hiểu ý chị rồi. Nhưng mà cái vấn đề này là cái vấn đề nó thuộc dạng là nó khác cái thẩm quyền của em. Nó không, tại vì bà con á, những anh chị cô chú mạnh thường quân bên nước ngoài á, chỉ muốn hỗ trợ cho chị. Đó, để cho chị có một cái phương tiện mưu sinh để lo cùng anh cho đứa nhỏ thôi. Chứ không, em là em không có quay giúp để cái số tiền mà điều trị bệnh cho con chị. Tại vì á, em chỉ giúp cho những trường hợp mà cấp, cực kỳ cấp bách. Ví dụ như là không có tiền mổ mà khi mà bị hấp hối chẳng hạn, có nghĩa là cực kỳ là nghiêm trọng những cái bệnh mà nan y mà không có khả năng đó, thì em mới quay giúp những cái trường hợp đó. Còn những cái trường hợp mà bệnh như vậy á, thuộc dạng nó là vượt quá thẩm quyền của em, em không tự ý quyết định được. Thì thôi bây giờ chị cho em lại cái địa chỉ nhà chị và số điện thoại của chị. Nếu như mạnh thường quân nào cảm giác muốn hỗ trợ cho chị để điều trị cho bé thì mạnh thường quân đó sẽ điện về hỏi thăm trực tiếp chị, sau đó bắt đầu là mới liên hệ với em. Chị có thể là đọc lại cái địa chỉ nhà của mình được không ạ? À, số nhà của em ở ấp nào ạ? Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chị có thể đọc số điện thoại của mình được không ạ? À, số điện thoại ra cho đọc ạ. À, chứ số nhà 222/17. Dạ. 222/17. Số này hả? Số này là hả? Ở sau công chính đó. Dạ rồi, số nào ạ? 0 đọc nha. 07. Lớn lớn chút. 07. Rồi. 66. Rồi. 79. 62. 09. Rồi, à, đây. Đọc lại ngần nữa đi. 07. Rồi. 66. Dạ rồi. 79. Rồi. 62. 09. Rồi. Thì chị lúc đó chị có nghe nói là bệnh của bé là phải cần bao nhiêu mới có thể điều trị cho không? Dạ, cái lúc đó thì em lên chỗ này cần cỡ 30 triệu. 30 triệu hả? Dạ. Số tiền khá là lớn đó. Dạ. Dạ. Cái... Mà đứa nhỏ như vậy thì không lẽ là mình sanh ra nó không có bảo hiểm sao? 30 triệu là ý em muốn nói là 30 triệu đó là như cái thuốc mà là cái thuốc nặng nhất đó, là để cho người ta ấy, còn cái thuốc nhẹ nhẹ cái có bảo hiểm hỗ trợ á anh. Như lại cái kinh phí mà vợ chồng em không có tiền để ở trển để nuôi cháu rồi này kia đi tới đi lui đó.
Nhưng mà theo chị là tối đa là 30 triệu là có thể điều trị được đúng không? Dạ. Nhưng mà em thấy thì cái vấn đề này nó không đúng với cái vấn đề mà em muốn giúp chị. Dạ. Dạ, tại vì em chỉ muốn giúp cho chị một cái công cụ để di chuyển, chị mua bán mua sinh thôi. Dạ. Em nghĩ Mạnh Thường Quân cũng giống như em thôi. Dạ. Còn cái vấn đề này là vấn đề cá nhân của gia đình. Dạ. Nó liên quan tới con của chị chứ không phải là chị. Dạ. Thành ra nó em không có tự quyết định được. Đó. Dạ. Thì thôi hôm nay thì em phát gạo thì em sẽ gửi cho anh chị là 2 phần nha. Dạ. Để cho anh chị là có thể là có những cái bữa ăn ngon miệng hơn. Dạ. Hai. Cho giùm anh. Còn cái vấn đề mà đó thì nó thuộc dạng là mình sẽ tính sau. Nếu mà Mạnh Thường Quân nào muốn hiểu về hoàn cảnh của chị, muốn giúp chị thì sẽ điện cho chị. Được rồi. Hai đi em. Gửi hai. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi chào anh chị nha. Dạ rồi. Anh chạy xe vô chở chị luôn đi anh, cho nó chứ để anh. Để chương trình ra đường đang bán mớ nào để nhà mới. Dạ. Chờ đang ế quá. Này là vé số mới. Ủa chiếc xe gạo ủa đủ chưa? Chưa. Xe gạo này chở bằng xe Honda ha. Này cái nhà xem nè. Ở những chỗ bán gạo khác thì thường sẽ vào cái bịch như vậy thì nó không có cái túi sách. Đó. Nó sẽ khó cho bà con hơn. Mình thì nó sẽ có cái túi sách đó. Nó lý do tại sao mà mình phải tìm một cái chỗ bán để nó thuận tiện nhất cho khi bà con được nhận. Thì mình phát phiếu thì nó cũng khá là nhiều cho bà con, thì mình hẹn cái khung giờ là từ 4 giờ tới 5 giờ, bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi cả nhà. Đang phát cũng khá là vắng. Thì ngày sáng là mình gặp chị ấy, thì mình cứ nghĩ là chị ấy cần một cái phương tiện để di chuyển mua bán hàng ngày, nhưng mà mình thấy chị ấy di chuyển rất là khó khăn luôn. Và thêm nữa là tay của chị ấy cũng không có hoạt động được. Đó, mà thành ra là phương tiện, phương án xe là thua. Dạ. Mà chị ấy mới đề cập tới vấn đề mà trị bệnh cho con chị ấy, thì vấn đề đó nó vượt quá thẩm quyền của mình. Và mình cũng không có chuyên hiểu về hoàn cảnh gia đình chị này như thế nào. Và chị ấy ở một cái xã khá xa ở thành phố Vĩnh Long. Mình vô tình biết chị ấy khi chị ấy qua nhận gạo thôi. Đó, thì mình có ai nói với chị ấy chiều nay chị nhận gạo thì em sẽ hỏi kỹ về cái vấn đề xe để có thể là nói với những Mạnh Thường Quân xem cái hoàn cảnh của chị như thế nào. Nếu mà Mạnh Thường Quân cảm thấy thích hợp thì em sẽ hỗ trợ cho chị một chiếc xe lăn điện hay là xe điện. Nhưng mà bây giờ thấy hoàn cảnh chị ấy thì rất là khó điều khiển xe cả nhà. Dạ rồi, cả nhà đợi mình tí nha. Khi nào có người lại nhận thì mình sẽ gửi nha. Giờ bà con đâu có tiêu hết trơn rồi. Rồi cả nhà ấy, thì đây là tấm lòng của bạn Nga, gia đình bạn ấy. Đó là chị ấy đang chở gạo đây. Đó thì các bạn trong team thiện nguyện của mình cũng đang xuống gạo để hỗ trợ. Rồi của mình còn bao nhiêu nữa chú Tây? Của mình đâu? Đây. Dạ. Dạ. Không, chủ yếu là gạo thôi. Dạ, gạo là còn bao nhiêu? Đó, còn 2 lớp. 2 lớp là 20. 20 bao. 20 bao. Dạ, mình còn 20 bao trong đây ha. Dạ. Cái này khí hàng. Dạ rồi. Khí hàng. Dạ dạ. Rồi, rồi về đi.
Hồi sáng là mình phát phiếu cũng nhiều lắm cả nhà. Mình đã phát thêm 80 phiếu là phần quà của bạn Thúy Hằng. À, gia đình của bạn Nga đã liên hệ với mình đó. Dạ, Thúy Hằng là chị của bạn Thúy Nga. Chắc có lẽ là sau khi mà bà con lãnh xong giấy phát thì tầm khoảng 4 giờ 40 thì chắc có lẽ mới đông được. À, ủa anh đi hả? Đâu đi đâu. Ờ, dạ, ở đây chơi với em. Dạ. Đừng bỏ em bơ vơ nơi này. Ừ, có mấy cái lẻ gì nè, nhầm người ta không có cái cho em cái gì đó. Ai xin mới cho, ai xin em mới cho. Thì không dạ. Có là tụi chùm vô liền đó. À. Không có là cho em cái cho người ta chùm vô liền. Dạ. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, khi nào có ai lại nhận thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Dạ rồi cả nhà ơi, thì đây là những hoàn cảnh tiếp theo đến nhận quà của chúng ta. Anh này thì chạy xe lôi ở chỗ phường 2, đường Lê Thế Tổ. Dạ rồi, hôm nay thì chúng ta nhận được sự ủng hộ của chú Phan Quang Cầu. Dạ, thì bà con khi nhận quà thì bà con cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ rồi, rồi kiểm phiếu giùm anh. Một. Rồi, chào. Dạ chào. Dạ. Cảm ơn Mạnh Quân. Dạ rồi, rồi chào anh. Rồi ngoại lên đây giùm con ngoại. Rồi kiểm phiếu giùm em. 2. Dạ. Mình xin nhắc lại với nhà nha, trong thời điểm này là thời điểm mà hạn chế tập trung đông người, thành ra mình mới cho nhận giùm. Còn ngoài ra là mình sẽ. Cảm ơn nha các bạn Tài Quân. Dạ rồi, rồi con chào ngoại. Rồi chú đi đây con sắp bộ. Dạ rồi, rồi cô lên đây em con cô. Dạ, cô đứng đây em con. Rồi đưa qua bộ phận kiểm phiếu giùm con. Dạ, một. Dạ. Cảm ơn chú Mạnh Quân giúp đỡ cho mình con đi số. Dạ rồi. Rồi, con chào cô. Ủa, ai mua nước vậy? Anh đang tính mua trà sữa cho uống mình. Thôi, uống trà sữa. Rồi mua ế luôn. Ế luôn. Phát nước không ế. Bởi. Đâu phải muốn phát nó phát đâu. Đâu phải ai muốn nhận là nhận đâu. Chú xách hai bao gạo để đỡ hơn cái bà bữa hổ. Bà bữa hổ xách hai bao điên hơn một luôn á. Rồi cô lên đây em con. Đầu xe sát vô chú. Rồi lên đây, nghe chỗ chấm tròn. Dạ rồi, đợi con chút xíu. Đợi con, đợi ngoài kia lại em con nhé. Hoài luôn nha. Hai lần rồi đó nha. Rồi cô đứng chấm tròn này em con. Đây chấm tròn. Đậu xe xét vô, đậu xe xét vô. Dạ. Mà đứng ngay chấm tròn con. Rồi đúng rồi, ngoài đợi con chút nha. Anh đậu xe đằng kia đi rồi anh lại, anh đem phiếu lại đây anh nhận. Rồi chị đứng với chấm tròn giùm em nè, dưới chân nè. Rồi chú cái phiếu chú đâu ạ? Rồi chú đứng ngay chấm tròn giùm con. Dạ đúng rồi. Rồi anh đứng ngay chấm tròn giùm em. Mình giãn cách ra. Rồi, rồi anh mời giùm em lên tính. Dạ rồi. À, con chia sẻ với bà con nha. Hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của chú Phan Quang Cầu, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ ha. Có gửi về chúng ta là một phần quà, là một bao gạo 5kg, một vỉ hột gà 10 trứng và một chai nước tương nửa lít. Thì mà khi bà con mà nhận quà thì bà con cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con một cái nha. Cho Mạnh Thường Quân người ta vui, người ta cũng làm công sức lao động cực khổ bên nước ngoài, người ta mới có dư, người ta mới gửi về để giúp đỡ cho bà con trong thời điểm mua bán khó khăn này. Thì ra khi mình nhận quà mình cảm ơn Mạnh Thường Quân, cho Mạnh Thường Quân vui.
và những người xem video, anh chị em cô chú bác xem cũng vui lòng ha. Dạ rồi, rồi bây giờ con sẽ tiến hành, bà con sẽ đưa phiếu cho bạn bên đây, sau đó mình nhận quà rồi mình cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi mình về. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mấy người nghèo khó. Dạ. Cảm ơn chú Minh. Dạ rồi. Chúc chú Minh với Mạnh Thường Quân được khỏe mạnh. Dạ rồi, rồi chúc con ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào con. Dạ. Trời ơi, mày kinh nổi không ngoại ơi. Dạ rồi rồi, rồi mày mày đi ngoại đi. Dạ. Cảm ơn cho coi như Mạnh Thường Quân chú gì nó nhiều lắm nha. Dạ rồi. Rồi chào ngoại, chúc ngoại ngon miệng. Kiếm phiếu em. Một. Rồi em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em. Dạ rồi. Rồi chúc chị ngon miệng. Cô ra phía sau không con? Đứng ở chỗ dấu chấm trắng phía sau của cái cô cuối cùng. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Dạ. Trong cái bệnh dịch Covid này. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Đó, quá nhiệt tình. Dạ. Ở đây cũng cảm ơn những cái người giúp đỡ cho nghèo. Dạ. Dạ. Dạ dạ, cô đợi con cái để cho chị này ra đó. Rồi cô bước lên đây em con. Rồi, cô bước lên dấu trắng nha. À, tới mùa Covid nè, chú Minh cho gạo với đồ ăn đó. Cảm ơn chú Minh nha. Dạ. Dồi dào sức khỏe. Dạ, chú chúc Mạnh Thường Quân thôi. Dạ. Chứ con mà không có tiền thì con giúp cũng không được đâu. Dạ. Cứ nè, nhờ chú Minh cho có tiền ăn rồi nhờ chúc chú Minh mạnh giỏi khỏe. Dạ rồi. Dạ. Mốt cô đem khẩu trang nha. Hồi sáng cô lại xin phiếu là con thấy có khẩu trang mà giờ khẩu trang cô đâu rồi? À, giờ rớt rồi hả? Rồi. Đứng cách giãn cách ngay nha cháu chấm giùm con. Rồi đưa cái phiếu qua cho bạn kiếm phiếu giùm con. Dạ, khi mình nhận thì cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con một tiếng nha. Rồi, đây là tấm lòng của chú Cầu. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ rồi, rồi chúc con ngon miệng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi, rồi chào chị. Rồi, tới ngoại. Hết chữ số chưa ngoại? Hết chữ số chưa ngoại? Dạ rồi. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ rồi, chào ngoại. Có hộp gạo. Dạ, có đây, đây, đây. Đó. Dạ, với gạo, nói chung là có đầy đủ lương thực và thực phẩm. Đó. Rồi, cho em xin cảm ơn. Dạ rồi. Sắp hàng cho em con, vô đứng vô cái dấu trắng giùm con. Chấm trắng. Dạ. Dạ. Rồi, bác lên đây đi bác. Dạ. Khi mà nhận quà mình cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ. Dạ. Dạ đây ạ. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ rồi. Rồi kiểm phiếu đi bộ phận. Cảm ơn anh Quân Quân. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng. Dạ lên đây luôn ạ. À. Dạ lên dấu trắng giùm con luôn. Rồi đây là tấm lòng của chú Cầu gửi đến gì đó. Dạ. Dạ. Rồi đem ra tận nơi cho ảnh luôn giùm anh. Chúng ta hết chưa? Chúng ta hết cái là hết của chú Cầu đúng không? Ok rồi, ok. Đậu sát xe vô anh, đậu sát vô, sát lề vô. Rồi đi qua đây giùm em. Đứng trên dấu trắng tròn giùm em. Rồi, rồi móc phiếu giùm em. À, móc phiếu nha. Ờ, à, đừng móc cái khác à. Rồi, rồi đưa qua đó giùm em. Khi mà anh nhận thì cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp ở đây cho những người khó khăn, hoàn cảnh bán vé số với nghèo rất nhiều. Yeah. Cũng nhờ công đức của những Mạnh Thường Quân ở Visa. Yeah. Mà ở Việt Nam chúng tôi nghèo mới có món ăn chút đỉnh. Dạ yeah, rồi, rồi hay quá. Rồi cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng. Rồi. Không, em cứ trao thôi, mỗi người một cái khâu thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Yeah. Rồi chúc con miệng. Dạ. Hết giấy số chưa? Hết
chưa có bán, giờ chút chú yếu bán buổi sáng thôi ha cô. Dạ rồi, rồi con chào cô. Chào lên đây giùm con ạ. À. Dạ đứng ngay chỗ dấu trắng trên tròn con. Khi mình nhận quà cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. À, thôi 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 chú về bán đi. Quên chú nói chuyện không được. Chú nói chuyện nó khó khăn. Dạ rồi, con chia sẻ với bà con nha. Đây là phần quà của chú Phan Quang Cầu và bạn Thúy Hằng ở bên Mỹ. Là hai Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho những phần quà cho chúng ta ngày hôm nay. Dạ thì khi mà chúng ta nhận phần quà thì chúng ta hãy cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ chúng ta trong cái khoảng thời gian mua bán khó khăn như vậy. Dạ rồi, bây giờ tiến hành sẽ trao ạ. Dạ. Dạ cảm ơn mấy cô ở bên Mỹ. Dạ. Được hai phần quà này là tôi cũng được biết mấy dạ. Vui vẻ. Quý lắm phải không ạ? À? Dạ, dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi con chào chú. Chú ấy bán vé số đó cả nhà. Cô này lụm ve chai. Dạ, cô đứng ngay chỗ này con. Dạ rồi. Cảm ơn cô cậu dạ. Đã giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều, chúc nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ. Rồi chào cô, chúc cô ngon miệng. Rồi xích vô anh ơi, xe lớn. Rồi, ngoại lên đây em con ạ. À. Dạ rồi. Rồi mà đứng dấu chấm nè em con. Dạ rồi, đây là tấm lòng của bạn Thúy Hằng và bên Mỹ gửi đến cho ngoại. Mình còn gì mình trao đó. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con chào ngoại, chúc ngoại ngon miệng. Rồi. Anh chị đậu sát vô giùm em nha, anh chị đậu sát vô giùm em. Dạ. Đậu sát lại luôn cô. Đậu sát lại luôn rồi. Ai có phiếu đứng vô cái vị trí trắng trắng này giùm cho con nè. Dạ rồi, dạ xích tới luôn. Mỗi người sẽ đứng một cái chấm tròn trắng. Hả? À. Bác đứng đây cho bác. Dạ. Rồi bác đứng, khoan bắt đầu con chút. Rồi chị đứng ngay dấu chấm tròn giùm em. Rồi, cô vô đứng chấm tròn giùm con nha. Rồi con chia sẻ với bác ha, chị với cô nha. Hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của bạn Thúy Hằng ở bên Mỹ nha. Và đây là tấm lòng của bạn ấy gửi đến cho chúng ta. Khi mà chúng ta nhận thì chúng ta cảm ơn Mạnh Thường Quân cái nha. Dạ để cho Mạnh Thường Quân người ta vui. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, chúc chú ngon miệng. Dạ rồi, đưa qua bộ phận kiểm phiếu giùm em. Rồi, chị trao giúp em. Rồi, nhận đi chị. Nhận. Dạ rồi. Dạ, xin cảm ơn. Rồi, dạ rồi. Rồi, chúc chị ngon miệng. Chào chị. Rồi, mời cô lên dấu trắng. Dạ được. Rồi, qua bộ phận kiểm phiếu giùm con. Mấy em? Hai. Dạ rồi. Đây là tấm lòng của bạn Thúy Hằng. Dạ. Cảm ơn mà cô. Dạ. Tài trợ cho tụi tôi có gạo. Cảm ơn cô Thúy Hằng. Dạ rồi. Dạ, rồi, chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Rồi, chào cô. Đó thì bây giờ là chúng ta đang tới những cái phần quà của bạn Thúy Hằng ở bên Mỹ. Sau khi mà mình đã phát xong hết tấm lòng của chú Phan Quang Cầu vào ngày hôm qua và bữa nay là 566 phần. Bên Mã Lai chứ không phải bên Mỹ. Ủa? Mã Lai. Mã Lai phải không? Dạ rồi, dạ rồi. Vậy là bạn Thúy Hằng bên Mã Lai. Dạ rồi. À, chị báo động đỏ cho em chút. Dạ. Bây giờ hồi nãy có một người ở trong Hòa Phú đi xe xuống đây. Rồi sao? Rồi. Quên. Bây giờ lấy một phần bỏ lại nhà đi. Đúng phiếu đâu? Đây nè. Rồi coi coi. Cái phiếu màu đỏ nè. Nè, của này của người ta nè. Rồi, hợp lại. Nãy mới lẫn nè. Rồi. Bộ phận giữ phiếu. Rồi. Đi bán với mẹ đi. Đi bán với mẹ đi. Rồi bây giờ chúng ta hãy đợi những bà con khó khăn lại nhận tiếp theo nha cả nhà. Bây giờ không biết mấy giờ rồi đi. Ủa 5 giờ. Vậy là 16 giờ 56 phút rồi nha cả nhà.
Dạ đậu sát vô giùm em. Dạ rồi, cầm phiếu xuống đứng đây nhận quà giùm em. Dạ qua đây ạ. Đứng trên để chấm tròn này giùm em. Dạ. Rồi chị đứng đó đi, đợi em xíu. Rồi chị đứng trên đây đi ạ. Rồi bây giờ em chia sẻ chị luôn là hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, bạn Thúy Hằng ở bên Malaysia. Rồi khi mà mình nhận quà của Mạnh Thường Quân thì cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Bạn Hằng. Dạ rồi. À, mời chị nhận, đưa qua phiếu em. Dạ rồi. Cảm ơn giúp em rồi. Cảm ơn con Hằng. Dạ rồi, rồi chúc con ngon miệng. Mời cô. Dạ đưa phiếu ở đây ạ. Dạ rồi. Rồi, em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã gửi giúp đỡ. Rồi, rồi. Chúc em ngon miệng. Rồi, cả nhà đợi mình tí nha. Chút xíu nữa thì có những hoàn cảnh tiếp mình sẽ quay tiếp. Dạ rồi cả nhà ơi, thì đây là những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo mà vừa đến nhận. Thì chào ngoại. Dạ, ngoại bán hết vé số chưa? Dạ hết rồi. Dạ, năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 78. 78. Dạ. Mỗi ngày như vậy thì ngoại bán bao nhiêu tờ? Dạ 60. 60. Dạ. Xong ngoại bán như vậy rồi là dạ, hấp quá làm tiền, sao? Không có tiền lấy thiếu người ta về kiếm lời. Trời ơi. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình như thế nào ạ? Dạ. Ngoại còn ông ngoại không? Dạ không. Là rồi, ông ngoại mất bao lâu rồi? Dạ ông lẫn rồi vì thôi năm nay là hồi 40 tuổi tới giờ. Dạ. Còn, rồi, là 38 năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi còn ngoại có con cháu gì cưới hết rồi, nó nghèo không biểu ở với nó gì không ở. Dạ. Tự gì sống. Dạ. Dạ. Rồi mình bán như vậy là mình tự sống như dạ, vậy. Dạ tự sống. Rồi ngoại hình như quê ở đâu chứ không dạ, phải Vĩnh Long. Dạ chợ ông. Dạ. Rồi dạ. Tại sao mà mình không sống ở dưới mà mình dạ, phải lên dưới tới thành phố chợ nhỏ ít quá. À. Dạ. Rồi thành ra mình quyết định dạ, mình lên đây. Dạ. Dạ. Rồi mỗi ngày mình bán như vậy thì ngoại ở là ở nhà trọ hả? Dạ. Ngoại ở trọ ở khúc nào? Ông chủ đấy có 300. Dạ 300. Dạ. Là ngoại ở khu nhà trọ khúc nào? Dạ. Phường mấy? Phường 5. Phường 5. Dạ. Dạ. Còn mình bán sinh sống như vậy là một ngày có 60 tờ thì có dạ. Lời cũng khoảng 60 ngàn thôi. Dạ. Rồi về bán cái có vốn cái gì lấy được gác được 100. Dạ. Là dạ. Coi như là ngoại là đã bao nhiêu ngoại lấy thiếu hả? Dạ. Ngoại lấy thiếu là lấy ngoại lên đây bao lâu rồi? Dạ năm mấy rồi. Một năm mấy rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc đầu ngoại lên là ngoại có trong túi bao nhiêu tiền? Dạ có 1 triệu à. Có 1 triệu. Là dạ. Lúc đó mình trả tiền nhà là mình hết dạ. Với... Dạ hết rồi. Dạ. Rồi lúc đó ngoại có mua được những cái dụng cụ gì ở dạ. Trong phòng trọ của mình không? Ở nhà đem lên nồi đồ này kia đó cháu. Dạ. Rồi bao nhiêu hiện tại bây giờ là dạ. Ngoại sống một mình luôn? Dạ một mình. Dạ. Mà bây giờ vẫn còn nợ tiền vé số? Dạ. Là chỉ lấy được 60 tờ thôi. Dạ. Nếu mà ngoài có vốn thì ngoài lấy thêm được bao nhiêu tờ? Thì vì nói với ông chủ nhà trọ dạ. Bán lần là ngoài lấy được 100 thôi. Dạ. Có khả năng đi bán. Nếu mà được thì ngoài sẽ lấy 100. Dạ. Bây giờ con xin Mạnh Thường Quân luôn dạ. Là sẽ gửi tặng cho ngoại 100 dạ. Đô la Úc. Dạ. Con xin anh Nam bên Úc dạ. Sẽ gửi tặng cho ngoại. Dạ. Để chi? Để cho ngoại làm vốn để ngoài bán vé số. Dạ. Ngoại lấy thêm được cái số lượng dạ. Chứ cái độ tuổi của ngoại mà đi bán như vậy là quá là khó khăn rồi dạ. Thêm cái nữa là mình phải ở trọ như vậy nữa dạ. Thì thật sự là cái hoàn cảnh của ngoại là con cũng thấy rất là đáng thương dạ. Mà ngoại thì cũng rất ít gặp được con dạ. Dạ. Và thành ra là chút xíu nữa con sẽ dắt ngoại em xin phép anh Nam Mạnh Thường Quân bên Úc cho em 100 đô là Úc để gửi tặng cho ngoại để ngoại trả tiền cho đại lý vé số dạ. Và lấy thêm làm vốn dạ. Dạ, 100 đô là Úc thì khoảng 1.700.000 dạ. Mấy chục ngàn đó dạ. Dạ thì bây giờ ngoại nhận gạo giúp con nha dạ. Còn đây là tấm lòng của gia đình của bạn Thúy Hằng ở bên Malaysia dạ. Gửi đến cho ngoại và những hoàn cảnh khó khăn dạ. Và ở Vĩnh Long trong cái thời điểm mà mua bán khó khăn như vậy thì khi mà bà con nhận phần quà của Mạnh Thường Quân dạ. Thì cảm ơn dạ. Mạnh Thường Quân giúp con nha dạ. Dạ rồi bộ phận kiểm phiếu dạ dạ cảm ơn dạ rồi dạ dạ. Rồi, đây rồi, ngoại ra xe đi, còn ngoại đợi con chút xíu dạ. Rồi, chị lên đây. Ngoại đợi con chút xíu. Dạ rồi, gửi đi chị. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, mời ngoại lên giùm con. Dạ, hai bao. Bao. Dạ. Đây là tấm lòng của bạn Thúy Hằng. Cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Chúc chú ngon miệng.
Cái này là ngoại đi xe ôm hay là vậy là chú là chở bên năm, chú ở bên phường năm hả? Thấy bà tội nhiều khi á chở bà về giùm. Dạ. Rồi cái có người ta lâu, có người đó lâu lắm cho chăm cái cho bà. Dạ. Rồi lần đó à. Dạ. Rồi, thôi đó, rồi. Rồi bây giờ ngoại đi với con xuống tiệm vàng. Dạ. Con sẽ đổi ra, con gửi cho ngoại để ngoại làm vốn ha, bán vé số được nhiều hơn. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, cô lên đây đi ạ. À. Rồi cô lên đây cô nhận giùm con ha. Dạ rồi, dì đứng ngay chỗ chấm tròn giùm con. Đây là tấm lòng của bạn Thúy Hằng nha. Dạ. Không không, đưa đi, đưa đi. Sáng anh mới gửi hồi lúc buổi trưa cho dì bán vé số. Rồi rồi. Rồi bây giờ anh chở ngoại xuống tiệm vàng Từ Minh á, ngay chỗ cái ngã tư á. Rồi em sẽ xuống dưới ha. Dạ. Rồi khi mà một chút xíu mà những người khác lại nhận thì em kêu đợi anh chút xíu nha, anh sẽ quay trở lại ha. Rồi cả nhà bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha cùng đi với mình để nhận cái số tiền của anh Nam mình Quân Minh Út để gửi đến ngoại làm vốn. Dạ rồi cả nhà, thì bây giờ mình đã dắt cả nhà xuống tới tìm bạn Từ Minh rồi. Rồi bắt đầu. Dạ, vẫn chưa thấy. Đây ngoài đây. Anh ơi. Anh. Bên đây nè. Ngay góc ngã tư nè. Thường anh chở vậy rồi anh lấy con ngoại bao nhiêu tiền? Ngoại mà chở từ đây về nhà thì có 15.000 à. Dạ. Còn chở nãy đi nói thì má nói cho 70.000 gì đó. Trời ơi. Dạ. Tại vì đi xa mà ở sâu lắm, ở nhà trọ mà. Ờ thì ở phường 5 hả? Về, không, ở trong cầu kè đi lúc ở trong vườn á chứ phải cầu. Ở phường 5 là ở đây thôi đâu. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ ở trong cầu kè. Chút xíu vậy. Ờ. Cầu kè mà đi vô. Chứ mà chạy tại vì một cái bịch gạo như vậy anh đi bán. Dạ một bịch gạo như vậy thì nó đâu có nhiêu tiền, nó chỉ có 75.000 thôi. Như vậy nhưng mà bả thì bả nói bả cho chứ nhiều khi tôi cũng không lấy tiền á. Dạ. Chứ phải là vậy đâu. Rồi thôi con gửi cho ngoại nha. Dạ rồi, nói chung thì ảnh cũng bỏ công sức để chở ngoại. Thì đây là tấm lòng của anh Nam Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Con xin anh ấy để gửi tặng cho ngoại, để ngoại có thể là gia tăng cái số lượng vé số ngoại bán. Dạ. Dạ, cũng như là hỗ trợ cho ngoại một cái phần chi phí tiền nhà trọ. Hay là những khi mà ngoại đau yếu thì cũng có thuốc men. Dạ, ra đây con gửi ngoại. Thì bây giờ ngoại vô trong đây ngoại đổi tiền, ngoại đổi tận tay, chính tận tay ngoại đổi để ngoại biết ngoại sẽ được bao nhiêu tiền. Dạ. Ngoài rất là lịch sự nè cả nhà. Nào giờ ngoại có đi đổi tiền không? Dạ không. Dạ. Dạ. Ngoại biết tiền đó là tiền nước nào không? À, vậy mừng quá chắc ngoại đi bán một ngày con để giàu gói khớp và gán lợi ngày đi. Dạ. À, kiếm thêm. Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì ngoại có thêm trời. Cái vốn để mình dạ, mua bán thêm đó. Quá trời. Dạ. Con biết không, có khi chở 4-5 lần không lấy tiền. Dạ. Rồi kỳ này đi cực khổ má, nãy má cho đưa 60 mà lấy có 5 mà. Dạ. À, có khi không lấy tiền chở dần. Dạ. Nếu mà vậy thì cũng hơi xa. Dạ, xa. Dạ. Vậy giờ sao ra ngoài đâu phải ở phường 5 hả? Mày dạ, nghe ở nói vậy chứ ngoài sâu không hơn biết. Dạ. Nếu mà như anh nói ở cầu kè là dạ. Nó thuộc dạng nó gớt qua Long Hồ rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ không biết gì dạ. Rồi, để coi bây giờ ngoài sẽ xem được bao nhiêu tiền nha. Trong ngày hôm nay
Đó là tấm lòng của anh Nam Mạnh Thường Quân gửi đến cho ngoại ở bên Úc. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh cậu Nam. Dạ. Để hỗ trợ cho ngoại thêm cái chi phí. Đỡ. Dạ. Sinh sống và cảm ơn. Dạ. Ơi, mừng quá trời con ơi. Dạ. Dạ, mừng quá trời. Dạ, vậy là ngoại được 1.748.000. Dạ. Hy vọng với số tiền này thì ngoại không cần phải lấy thiếu của đại lý vé số nữa. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn mấy em. Dạ. Dạ rồi, rồi con chào ngoại nha. Con hy vọng là những lúc con gặp ngoại lần sau, ngoại sẽ bán được hơn cái số lượng với số nữa sau khi mà sự trợ giúp của anh Nam này gửi đến ngoại. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, tại có một mình thì ăn không có bao nhiêu. Dạ. 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 Dạ, nói chung thì mình cho đi mình sẽ nhận lại. Dạ. Rồi con chào ngoại. Dạ, chào anh. Phương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là khoảng 17 giờ 15 phút buổi chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thì mình xin chia sẻ với cả nhà, mình có nhận được số tiền của anh Thomas Nguyễn có gửi về cho mình là 100 đô để mua xôi của dì Năm để giúp đỡ cho bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long có một cái buổi ăn sáng no bụng. Thì vào ngày hôm qua thì mình vào buổi sáng thì mình cũng đã trao cái phần quà của Mạnh Thường Quân, đó là cô Lan và những gói xôi đậu xanh của dì Năm rồi. Thì mình xin phép anh Thomas Nguyễn dùng cái số tiền này để mình thay đổi cái khẩu vị thức ăn, đó là vào ngày mai thì mình sẽ mua những cái hộp xôi gà để mình trao cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long đang ăn sáng. Thì bây giờ mình sẽ vào tìm bà Nhật Minh để mình đổi 100 đô, cho đổi 100 đô. Để vào sáng mai thì mình sẽ gửi tiền cho chỗ bán xôi gà. Tỷ giá bao nhiêu em? 2.324.000. Vậy là tỷ giá đô la của mình trong buổi chiều ngày hôm nay 100 đô sẽ được 2.324.000 là buổi chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021. Vậy là đô la đã lên giá là rồi cả nhà. Em mấy gài phải nói về cái tiền ngoại tệ rồi. Cảm ơn mấy em rồi, cảm ơn chị chủ. Dạ. Thì xôi gà thì mình cũng đã đặt ở chỗ cái bạn bán xôi gà rồi, thì vào sáng mai sẽ quay chia sẻ cho nhà về cái khung cảnh phát xôi cho bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long. Còn ngày mai 2.324.000 tỷ giá đô la vào buổi chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc tiếp theo và mình sẽ quay cảnh trao tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là bạn Thúy Hằng đối với bà con khó khăn bằng những bao gạo nghĩa tình trong buổi chiều ngày hôm nay và clip ngày hôm qua đó cả nhà. Dạ rồi, sau khi mà mình đã trao tấm lòng của anh Nam Mạnh Thường Quân bên Úc đến với ngoại bán vé số để hy vọng ngoại sẽ có thêm kinh phí cho ngoại làm vốn trong cái cuộc mưu sinh của quán hàng ngày. Nếu mà cả nhà thấy buổi sáng mà ngoại đi bán, cả nhà nhìn thấy rất là thảnh hương luôn. Ngoại rất ít khi mời một ai cả nhà, tại vì mình gặp ngoại cũng được vài lần, nhưng mà có những lúc mà mình có trao quà Mạnh Thường Quân á thì mình mới gửi được cho ngoại, còn những lúc mình không có trao được á thì mình cũng rất là hối tiếc luôn. Thì vô tình ngày buổi sáng thì mình có gặp ngoại đó, ngoại đang đi bán. Mà cả nhà có, nếu mà cả nhà thấy mà lúc mà ngoại đi bán là cả nhà mình thấy rất là nhẹ nhàng luôn, chỉ đi ngang những cái quán cà phê mà cho bán á, đó là ngoại đi từ từ. Ngoại mời rất là nhỏ nhẹ, chỉ cần người ta lắc đầu hay là lắc tay là ngoại chắc chắn ngoại sẽ đi. Ngoại không hề là kèo này hay là năn nỉ gì hết cả nhà.
và thành ra cái số lượng quay bán với số thì chỉ được 60 tờ một ngày thôi, thì chính xác là như vậy. Nói chung thì tùy theo hoàn cảnh mà mình sẽ xin về tấm lòng của mình thường quân để sao cho nó đúng và hợp lý nhất. Nếu mà mình không có hề là giữ cái số tiền mạnh thường quân mà mình muốn phát sang người phát, chắc chắn là không như vậy. Chỉ có những mà hoàn cảnh thật sự mình thấy như vậy nhiều lần thì mình mới quyết định như vậy đó. Thì ở nhà cũng thấy rồi đó, hồi sáng là mình gửi cho ngoài 2 phần đó, nhưng mà rất xót xa luôn. Thì cả nhà cũng thấy là cái ngoại chia sẻ về hoàn cảnh của ngoại đúng luôn, không không con cháu mà chở đi lãnh mà phải là mướn xe ôm, thuê xe ôm như vậy đó. Thì anh xe ôm thì nói chung thì cũng khá là tốt bụng, vài lần thì mới lấy tiền một lần. Nói gì nói thì đó cũng là một cái nguồn thu nhập chính của anh ấy để nuôi sống bản thân và gia đình. Và anh ấy nói chung thì cũng có những lúc có tấm lòng cũng đáng quý rồi nha. Dạ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cái điểm phát trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Đó là mình sẽ trao cái tấm lòng của bạn Thúy Hằng ở bên Malai đến với bà con khó khăn ở Vĩnh Long theo những tờ phiếu mà mình đã trao. Quá nhanh. Nâng cấp độ lên rồi. Rồi nãy giờ chúng ta phát được bao nhiêu rồi các bạn? Dạ, hả? Mới có 3 bao. Mới cái gì mới có 10 bao hả? Cưng đi dưới là như khách hàng chạy theo cưng dưới luôn. Đi 20 phút mà có 10 người hả? Ồ chào anh Giang. Ồ, mặc áo vàng luôn. Dạ con phát đủ rồi, dạ thông cảm giúp con. Dạ vậy là chúng ta còn bao nhiêu bao, sao thấy cũng còn khá là nhiều đây. Một bịch là 10, 30, 40, trời cũng phải gần 60 bịch nữa. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, khi nào mà có những hoàn cảnh khó khăn lại nhận rồi mình sẽ gửi tiếp. Dạ rồi cả nhà ơi, thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh như vậy á thì phát rất là khó khăn. Thật ra là mình cũng nhờ sự hỗ trợ của anh Thiệt, đó là bên bảo vệ dân phố phường 1 đó cả nhà. Đó thành ra là mình cũng yên tâm để mời bà con lại nhận hơn. Thì thôi thì mình cũng xin phép anh Nam là cho em xin 100.000 cũng như đó là cái chi phí mà hỗ trợ cho anh Thiệt trả lại để hỗ trợ giúp cho mình và các bạn của mình để trao các phần quà cho bà con khó khăn. Thì anh Thiệt hôm nay em gửi anh 100.000 nha, như là chi phí sang cộ. Rồi thì khoảng 2 bữa nữa thì em sẽ phát, em sẽ báo giờ cho anh Thiệt. Giờ có gì anh Thiệt lên hỗ trợ giúp em. Điện nào phát hay điện vậy à? Dạ. Anh rồi. Nhưng mà yêu báo giờ anh lên sớm chút. Dạ, lên sớm giúp em nha anh Thiệt. Dạ. Dạ. Anh Nam cho em xin 100.000 nha. Rồi em gửi cho anh Thiệt tiền xăng. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thiệt. Rồi chào anh Thiệt. Dạ, anh Thiệt có thể về đó. Bây giờ thời gian ngắn quá rồi. Ô không còn gần như là không thấy người nhận được. Dạ rồi cả nhà ơi, thì bây giờ để mình xem cho cả nhà xem mấy giờ nha. 5 giờ 31 phút rồi. Mà mình thấy bà con khó khăn sao mà vẫn không có lại nhận theo những cái phiếu mà mình phát buổi sáng. Thì chắc có lẽ là cũng do cái phần mà ngày hôm qua, còn ngày hôm qua của chú Phan Quang Cầu đó. Thì bây giờ mình cũng chia sẻ với chị luôn là với cái số lượng gạo như vậy thì còn em sẽ tiếp tục trao cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua ngày mốt em sẽ tiến hành trao tiếp cho những bà con khó khăn thông qua tấm lòng của chị là Thúy Hằng. Thúy Hằng là con gái chị phải không ạ? Tấm lòng của bạn Thúy Hằng. Rồi thì bây giờ em sẽ vận chuyển gạo này vào trong đó, sau đó em lấy mũ em trùm lại và để nó chắc chắn là không có ảnh hưởng. Thì 2 ngày nữa em sẽ nhắn tin cho bé gái con chị Thúy Nga đúng không ạ?
đã mời chị và Thúy Nga đến tiếp tục trao những cái phần quà của bạn Thúy Hằng cho bà con khó khăn trong 2 ngày nữa ha. Dạ ha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn bạn Thúy Hằng và cảm ơn em Thúy Nga nha. Rồi chào con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn lại cả nhà vào video sáng mai. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.